Chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay Lý Hương có dịp đi xuống Sài Gòn và bây giờ thì đang trên đường về Bình Dương. Cũng khuya rồi quý vị, 11 giờ rồi. Thì bây giờ thì Lý Hương đang ở ngay góc đường 3 tháng 2 cắt với lại đường Lý Thường Kiệt và đang trên đường về Bình Dương. Thì hôm nay để coi Lý Hương sẽ đi đường nào nhỉ. Hôm nay Lý Hương sẽ đi đường 3 tháng 2 đi. 3 tháng 2 lúc 11 giờ đêm Sài Gòn nha. Bây giờ này thì đi chạy xe ngay khúc này thì không có bị kẹt xe rồi quý vị. Nói chung về Bình Dương cũng lâu rồi nên là thấy là xuống Sài Gòn mà đi như thế này thì cũng giống như là Bình Dương những cái giờ bình thường. Bình Dương giờ này thì chắc là vắng hơn nhiều. Đó. Sài Gòn thì cũng còn đông lắm ha. 11 giờ tối rồi. 3 tháng 2 thì các hàng quán ở hai bên cũng như đóng cửa hết rồi ha. Để coi ở bên đây có một cái hệ thống quán ok ba con dê rất là đông. Hôm nay sao rồi? Lâu lắm rồi không có đi cái cung đường này. Trên đường 3 tháng 2 và bây giờ thì chúng ta cắt qua đường Sư Vận Hạnh. Phía bên tay trái là đường Sư Vận Hạnh. Trà sữa Hàn Quốc ha, ngay góc. Quá đẹp luôn kìa. Phía bên tay phải đây cũng là đường Sư Vận Hạnh nè quý vị. Đó, còn các hàng quán gần như là giờ này cũng đóng cửa hết rồi ha. Nãy quán trà sữa Hàn Quốc, còn phía bên đây là quán hình như là sushi hay sao nè. Còn gần như mọi người đóng cửa hết rồi. Phía bên tay trái là chùa gì quý vị nhớ không? Một ngôi chùa rất là lớn. Bây giờ thì chúng ta đang cắt giữa đường 3 tháng 2 với lại đường Lê Hồng Phong. Bên tay trái có một tòa bảo tháp đẹp lung linh luôn quý vị. Đó, màu đang xanh rồi. Ui 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 ui, đi đi đi. Chùa gì quý vị nhớ chưa? Kế bên cũng có một cái rạp hát rất là nổi tiếng. Đúng rồi, Việt Nam Quốc tử và rạp hát Hòa
Hòa Bình, nhà hát Hòa Bình. Ngày trước mà Lý Hương đi qua đi lại vào nhiều dịp thì có nhiều cái sự kiện được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình lắm, giống như kiểu là trao giải các sự kiện của nghệ thuật các kiểu nhiều lắm. Giờ tối Sài Gòn đó, quý vị có thể quan sát là hai bên gần như là mọi người đóng cửa ha. Trời, phía trước mặt quý vị là ngã sáu Dân Chủ đấy, ta cách cầu Kiệu khoảng 2 cây số, ga Sài Gòn thì bên tay trái khoảng 600 m thôi. Bây giờ thì Lê Hương sẽ đi qua đường, để coi thôi, đi về từ đường đường gì đó. Trời, bây giờ quyết định đi đường Lý Chính Thắng đi ha. Về nhiều đường với nhiều cái khung giờ khác nhau thì chúng ta sẽ thấy, chứ ngay cái chỗ ngã sáu này, ôi thôi mấy cái giờ cao điểm là thôi đông lắm quý vị ơi. Rồi, Lý Hân sẽ đi qua đường, ở đây có nhiều xe bắp bán khối nghi ngút luôn, mà hôm bữa Lý Hương có ăn thử gọi là bắp nếp cẩm của quý vị. Ôi trời ơi, kỳ đó thì ăn trúng cái cục bắp đó thấy sợ luôn, nó đang hôi à, không biết phải là từ nếp cẩm không hay là phẩm màu gì mà nó cứ ngắt nữa. Trời ơi, mà nhìn khối nghi ngút lên nhìn thấy cũng ngon lắm. Bỏ có nêm thêm cái gì ta, đậu xanh. Rồi bây giờ những cô chú mà quét đường đó thì quét nhiều quá ha, nãy đi từ dọc dọc đường 3 đến 2 cũng có đó. Thì cái đợt mà ăn cái xôi nếp cẩm ngay không biết cái xe nào không đó, ở ngay đường này là nhớ luôn, cái cục xôi đó cứ ngắt. Thank you.
trái. Ở ngay góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại đường Lý Chính Thắng này quý vị, có một cái quán gọi là Running Jump. Quán này thấy trời ơi, cái góc quá đẹp luôn, cỡ mấy ngàn mét vuông quý vị, mà lúc nào đi ngang qua thấy trời ơi, giới trẻ rồi tụ tập ăn uống nhiều đông lắm, đi qua mấy lần đều thấy như vậy, mặt bằng quá đẹp luôn. Rồi bây giờ thì Lý Hương đang đi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và ngay chỗ này là cắt với lại đường hình như là đường gì ta, đường gì quý vị, ngay chỗ cây xăng nè. Quỳnh Bông Bánh đúng không? Coi bây giờ trên đường đi về thì chọn đề tài nào để nói chia sẻ với quý vị nhẹ. Đề tài gì nhỉ? À, đề tài về dinh dưỡng và sức khỏe đi ha. Thì quý vị biết rồi đó, ngày trước thì Lê Hương đã từng có một cái thời gian sống ở Sài Gòn trước dịch Covid. Thì ngay cái thời điểm mà giãn cách mà đợt mà dài nhất đó, khoảng 3 4 tháng gì đó, thì Lý Hương cũng không nghĩ là có một cái đợt giãn cách dài như vậy, nhưng mà Lý Hương có sắp xếp đi về Bình Dương, mà không nghĩ rằng ở cái đợt sắp xếp đó thì là cái đợt gọi như là thu xếp để gần như là mình về Bình Dương mình sống nhiều hơn ở Sài Gòn, là coi như Lý Hương cũng sống từ năm Sài Gòn là năm 2016 cho đến 2021 cũng được 4 5 năm quý vị, khoảng 5 năm. Thì Lý Hương trải nghiệm Sài Gòn đi lanh quanh lách ngách, ngày trước thì còn chiếc xe máy rồi xong rồi cầm cái GoPro để quay đường phố Sài Gòn, rồi ăn những món ăn đường
phố Sài Gòn, quán ăn Sài Gòn, nhà hàng Sài Gòn các kiểu, nói chung là trải nghiệm. Thì để mà thật sự mà có được cái một cái bao tử mà tự tin để có thể là đi trải nghiệm á, thì bản thân Lý Hương cũng coi như là, nói chung là Lý Hương cũng có học về khoa học thực dưỡng, về dinh dưỡng, những cái thức ăn mà lành tính, tốt cho sức khỏe. Ôi hồi nãy mình đi đường kia là gần hơn rồi, thôi kệ đi. Bây giờ mình lại đi qua tới bên đây, đương nhiên là nãy giờ mình đi một vòng. Thì nói chung thì chắc chắn rồi, khi mà mình ăn cái những cái thức ăn mà cái nguồn nguyên liệu á có nguồn gốc, như là mình tự trồng, nhưng bây giờ thì thời này thì khó hơn đúng không? Hoặc là những cái nguồn gốc xuất xứ mà nó đảm bảo, rồi mình tự tay mình nấu lên thì mình ăn thì chắc chắn rồi nó sẽ là một cái phương án mà tốt nhất cho sức khỏe của mình. À, còn chưa nói là cái kỹ thuật nấu những cái món chiên, xào, nướng hay hấp, cái nào sẽ tốt nhất để giữ được nhiều nhất những cái dưỡng chất trong thực phẩm, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà đại loại là để mà một cái thành phố trẻ như không phải thành phố trẻ, mà thành phố phát triển như Sài Gòn rồi đó, thì việc của mỗi người mà rồi đi ra đường á, hàng quán sắp la sắp lớp đầy những cái món ăn ngon, thì đó là một sự mà gọi là hấp dẫn, quá hấp dẫn đối với gần như tất cả mọi người, và đặc biệt là giới trẻ. Nên là để mà có được một cái khoản trải nghiệm như vậy á, thì Lý Hương cũng có gọi là tự tin á, khi mà mình có trang bị cho mình những cái dòng gọi là dinh dưỡng á, để mình tự tin hơn đó. Nói thiệt chứ đi gọi là quay mà lung tung như vậy thì thật sự là nói mà ra thì mình cũng nói về cái phần mà tại vì cái tính thích trải nghiệm thôi, chứ thật sự là thức ăn đường phố thì mình cũng phải chắt lọc lại. Hiện tại bây giờ về Bình Dương thì Lý Hương cũng chắt lọc lại một số những quán ăn, vì thật ra mình đi nhiều quý vị, mình đi được nhiều chợ đầu mối, rồi mình đi, nói chung là mình khi mà mình gia nhập vô á, thì mình biết được nhiều cái mà mình nên cẩn trọng hơn trong cái quá trình mà mình chọn lọc ăn uống, nói chung mình kỹ càng hơn. Thì cũng khoảng là 4 5 năm Lý Hương trải nghiệm thì giống như cũng đã đời Sài Gòn nữa vậy. Nhưng mà nói chung là nếu mà dành hết thời gian của mình trải nghiệm thì cũng chắc không hết được những cái quán ăn ở Sài Gòn đâu. Tuy nhiên thì mình sẽ ăn theo cái kiểu là chắt lọc theo những cái tiêu chí nhất định của mình. Thì gần như là những quán ăn mà Lý Hương mà quay cho quý vị về Sài Gòn là gần gần đầu tiên Lý Hương vô rồi quay rồi ăn thôi đó. Còn về Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì giống như kiểu cũng cũng đi ăn, cũng đi thưởng thức, nhưng mà quán nào Lý Hương cảm thấy là ok la thì Lý Hương mới bắt đầu là quay chia sẻ cho quý vị. Nói về phần mà dinh dưỡng đối với sức khỏe thì gần như là, như mà giới trẻ trẻ như Lý Hương là gần như cũng giống như đang cái độ xuân sắc đúng không, đang cái độ mà cái sức trẻ nó còn, nên là gần như ít quan tâm hơn. Nhưng mà nói chung là Lý Hương cũng có duyên để đến với cái ngành mà khoa học thực dưỡng á, về cách mà chúng ta có thể là ăn uống làm sao để chúng ta có thể là hạn chế mức thấp nhất mà chúng ta bị những cái bệnh. Tại vì Lý Hương có cái sự trải nghiệm á, là có những người thân mà bị bệnh á, trong bệnh viện á, và khi mà quý vị mà đi vô bệnh viện á, rồi quý vị chứng kiến được người thân của mình á đau đớn đó quý vị, rồi xung quanh các bà con xung quanh mọi người đi chữa bệnh á, thì lúc đó mới thật sự thấm ngộ hiểu ra cái câu sức khỏe là vàng là sao, sức khỏe là kim cương là sao.
Nên mà chính là những cái trải nghiệm đó nó làm cho Lý Hương á là tìm hiểu cũng như là có cái kế hoạch để cho mình có thêm, ôi cái xe này nó lùi, để cho mình có thêm nhiều cái vốn kiến thức hơn. Không biết cái gì lên trên trước nhỉ. Xe này nó muốn lạng đi đâu á, như kẹt xe ở trên trước hay sao. Ông bị đèn cảnh báo thì nói chung là những cái trải nghiệm của mình á sẽ giúp cho mình á có được những cái gọi là giống như những cái duyên á để mình đến với nhiều cái ngành. Ôi sao cái anh bảo vệ này chạy lung tung tung đó. Rồi chú ý tập trung lái xe xíu để qua cái đường vắng vắng rồi rồi chia sẻ tiếp ha quý vị. Thì khúc này là bên tay trái của chúng ta là sân bay Tân Sơn Nhất đó, phi trường Tân Sơn Nhất đó. Là một nơi mà rất là thân thương đối với đặc biệt là những người con xa xứ. Thì á thì may là có những cái trải nghiệm nó không tốt như vậy nên là mình tức là không tốt khi mà vô mà khám chữa bệnh trong bệnh viện á, quý vị sẽ vô mà trong cái trường hợp là kinh tế nó không có được vững, kinh tế nó rất là khó khăn nữa thì nó càng áp lực càng áp lực. Thì chính những cái trải nghiệm đó nó giúp chị Lê Hương có được cái động lực rất là mạnh á, trong cái việc mà mình không để thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là sức khỏe, hoặc là thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tiền bạc đánh bại mình đó. Nên là một trong những điều mà một trong những cái ngành mà Lý Hương cũng đặc biệt chú ý mà hôm bữa giờ Lý Hương cũng có nói với lại quý vị là Lý Hương cũng muốn start up trong cái ngành về F&B ăn uống đó. Thật sự á muốn thì muốn nhưng mà cái thị trường á nó không có dễ đúng không, cái thị trường nó muốn cái gì mình cung cấp cái đó thì nó dễ, còn cái thị trường nó không muốn á mà mình cung cấp á thì cái đó nó cũng không phải là cái dễ đâu. Mà riêng Lý Hương nhìn nhận á thì thật sự là những cái món ăn của Việt Nam của chúng ta nó quá hết sức là ngon đi, quá nhiều những cái gọi là nguồn thực phẩm đa dạng phối trộn theo cách này cách kia, nói chung là quá nhiều. Nên mà đôi khi á cái sự hấp dẫn sexy quá nó cũng làm hư con người của mình. Thôi nói về đường chút xíu đi, hôm nay nói về đường đi. Thì một trong những cái bệnh mà cũng chiếm cao và làm cho cái cuộc sống tinh thần vật chất của mọi người khi mà mắc bệnh hoặc là người thân mắc bệnh trong đó thì cũng thấy là cái chất lượng cuộc sống giảm đi đáng kể là tiểu đường. Và một trong những cái lý do mà gần như là nhiều nhất á, nó là cái lượng đường mình nạp vô là đường gì, cộng như những cái thói quen của mình ăn uống có điều độ hay không. Thì đây là những cái mà kiến thức Lý Hương được học và bây giờ thì Lý Hương chia sẻ lại và cộng thêm những cái chia sẻ là có những cái trải nghiệm với bản thân mình. Thì việc mà mình ăn cái thức ăn
quá nhiều đường hoặc là ngọt quá đó thì có tốt hay không? Nếu nó không tốt thì mình phải gán làm sao, mình phải tìm cách làm sao để mình ăn nó tốt hơn. Bây giờ chúng ta đang đi qua bên đường Phạm Văn Đồng quý vị. Trời, đường này giờ này thì chạy sướng lắm đó. Thì đường á là một cái mà một cái gọi là cái gia vị nếm nêm nếm cùng với như là những cái gia vị truyền thống của chúng ta là bên Việt Nam của chúng ta là gì? Đường nè, muối, tiêu, bột ngọt, rồi sau sau ngày nay phát triển thành hạt nêm đó để tạo cái vị ngọt vị mặn của cái thực phẩm, đúng không? Cũng cái món ăn. Nên là nếu như mà đường mà chúng ta là cái đường mà đường tự nhiên á, đường từ trái cây á thì không có đáng lo ngại lắm, nhưng mà cái đường mà tổng hợp, đường công nghiệp thì nó ăn nó tốt, nó ăn nó nhiều không có tốt nha. Và cái thói quen nữa, tiểu đường cũng là cái bệnh mà cái thói quen ăn uống á, cái thói quen mình ăn uống không có điều độ, rồi mình ăn mình bỏ bữa các kiểu thì á nó cũng dễ để gây ra tiểu đường. Hoặc là có một thể loại tiểu đường nữa, gọi là tiểu đường mà theo di truyền của quý vị. Ồ, đường Phạm Văn Đồng thì giờ này thì mọi người hàng quán vẫn còn đang mở ha, sáng rừng rực đây. Thì nói tóm lại là nếu mà nói về những cái bệnh mà về như là kiểu tiểu đường á thì cái yếu tố mà gần như là chính để đưa ra cái bệnh, để gây ra cái bệnh là do cái thói quen của chúng ta, thói quen ăn uống nó có chất đường mà cái đường tổng hợp quá nhiều đó, hoặc là cái thói quen mà ăn uống bỏ bữa không điều độ, thích ăn cho nhiều thích thì ít, thì cái gọi là những cái chất mà đèn đỏ rồi insulin nó tiết ra không có điều độ để nó chở những cái đường nó đưa vô trong máu á, thì đâm ra thì nó sẽ bị ra những cái mà đường dư, đường thiếu các kiểu, nó đâm ra là cái đường của mình nó không có đều. Thì những cái bệnh đó mình chữa mà theo cái lý thuyết, cái cách của khoa học thực dưỡng là sao? Là mình sẽ cắt gần như là những cái đường mà thuộc về mà đường hóa học, đường tổng hợp, đường công nghiệp, và mình hạn chế ăn những trái cây mà nó thiên hướng ngọt quá nhiều, tức là chất đường nó nhiều quý vị, nên là nó ngọt quá nhiều, mà mình ăn những cái trái cây mà nó mát hơn, tức là nó cái chất ngọt nó ít. Nhưng mà cái khó của những người mà bị là họ cái lưỡi của mình đó quý vị, tức là mình ăn lâu ngày vài tháng rồi nó quen. Ví dụ quý vị có thể là xem là mấy đứa con nít đó, là dễ nhất để mình thấy là cái sở thích của nó là gì, cái ngọt, kẹo, trà sữa, sữa tươi hay là cái gì nó ngọt là nó gần như là nó thích, một là ngọt, hai là màu sắc là trẻ con rất là thích. Mà khi ăn nhiều như vậy thì cái lưỡi của mình nó dần dần nó cũng quen quen quen. Đây là đường Phạm Văn Đồng cắt với lại đường Phan Văn Trị quý vị. Đường Phạm Văn Đồng thì còn sáng bừng bừng ha. Sao mấy cái xe ô tô đứng kế bên cho nó thụt lậu đầu với nó không đứng gần trên cái vạch trắng nha. Rồi đi tiếp. Thì nói chung là khi mà trải nghiệm thức ăn đường phố á, thì quý vị cũng phải nên lưu ý thêm về cái phần mà dinh dưỡng mình bổ sung, hoặc là cái thời gian mình detox cơ thể. Như Lý Hương là mỗi tháng như vậy, thường là Lý Hương có cái lịch là detox là khoảng 2 ngày, 2
2 ngày như vậy á, là còn còn một số cái ví dụ như khoảng 3 tháng Lý Hương có cái đợt mà giống như kiểu như là nhịn ăn ngắn hạn nữa quý vị. Thì những khúc đó là mình coi như mình làm sạch cái cơ thể á, thì thật ra cái này thì theo từng quan điểm và kiến thức của mọi người thì nó nên là cái sự trải nghiệm của mọi người, chứ nó không có nên rập khuôn theo một cái cơ thể cá nhân nào hết. Thì riêng đối với Lý Hương á, là việc mà Lý Hương mình để stock á, là thường 2 cái ngày mà Lý Hương rảnh rỗi á thì làm việc ít thôi, tập trung nghỉ ngơi, thiền định và ăn uống gần như là chỉ uống nước và uống những cái chất mà dinh dưỡng thôi, gần như là không ăn uống luôn á quý vị. Thì trong 2 ngày như vậy là thấy là cơ thể mình bắt đầu nó nhẹ nhàng rồi hả, rồi mình để ý những cái thể mà mình thải ra ngoài đó quý vị, là nó giống như nó được cái gọi là detox, tức là thải độc á cơ thể. Thì những cái khúc mà như vậy á thì mình thấy là cơ thể của mình nó khỏe lên, nó nhẹ nhàng. Như Lý Hương gần như lâu lắm rồi là Lý Hương xác định là không có đưa một cái mà một cái viên thuốc tây nào mà đưa vô người mình hết. Nhìn vậy nhưng mà sức khỏe rất là khỏe nha, không có bị những cái bệnh vặt này nọ. Nói chung là mình phải có cái cách, nhưng mà nó cũng không phải là quá là khắt khe đâu, mà cũng không quá là gọi là sao, ngược với khắt khe là gì nhỉ, không quá khắt khe. Ngược với khắt khe là gì quý vị nhỉ? Dung dưỡng hả? Nuông chiều. Nuông chiều bản thân mình quá đâu, mình phải dùng cái đầu của mình để mình khống chế lại những cái mà cái cám dỗ từ những cái món ăn ngon. Thì quý vị có thể là tìm hiểu thêm về cái mà thức ăn, mà những cái thức ăn lành tính, hoặc là những cái thức ăn mà nó có khả năng mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà phòng chống bệnh. Một trong những cái loại mà thức ăn thức uống á, thức ăn mà gần như phối thành thức uống á, là sữa, sữa hạt á, Lý Hương cũng dùng. Nó được xay, được nấu từ những cái loại hạt được phối trộn với nhau để cho mình được có được nhiều cái dưỡng chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Thì sắp tới đây thì Lý Hương cũng thì nói chung là đại loại là khi mà mình muốn làm một điều gì đó thì thật ra không phải là chỉ là vì tiền không đâu, mà nó còn cái mà mình cảm thấy nó ý nghĩa của công việc đó. Thì Lý Hương cũng muốn cái làm một cái về sữa hạt và sữa hạt, một cái loại sữa mà dinh dưỡng đó quý vị, nó đến từ hạt, mình nấu nướng nó cũng gọi là mình có máy móc làm hết á, theo những cái gọi là công thức của phối trộn, kiểu như là hạt điều, hạt mắc ca, óc chó, đậu xanh, đậu đỏ, bí đỏ, bí đao, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân, các kiểu, các loại hạt. Thì mình bắt đầu mình uống. Quý vị có thể tập từng cái loại hạt đơn thôi. Khi mà quý vị tập cái uống mà hạt đơn, ví dụ như xay là chỉ xay đậu xanh, xay đậu nành thôi, và quý vị thưởng thức thử cái hương vị của cái hạt chính thống nó nấu, chưa bỏ đường sữa gì hết nha. Ở sau mà ví dụ như chưa quen á mà uống á, mà nó còn khó uống á, thì quý vị có thể là cho thêm xíu đường, có thể là quý vị lấy những cái đường mà từ những cái trái cây lành tính luôn á, như là thốt nốt hay là đường mía đó, đường không có cần phải tinh chế ra thành đường trắng đâu, đường vàng vàng được rồi.
hoặc thôi là xay thêm những cái trái mà trà là hay táo đỏ nó có vị ngọt á, trộn chung lại, mix lại để nó có cái vị ngọt ngọt để cho dễ uống hơn á, thì quý vị có thể là tập uống. Còn riêng Lý Hương hả, trời ơi, mấy cái thức uống mà hạt riêng thôi Lý Hương uống là giờ uống cảm giác ngon lành và uống đều đặn mỗi ngày được. Thì cái mà sữa hạt nó cũng là một cái mà chúng ta có thể chủ động về nguồn, tự chủ động để chúng ta làm một cách dễ dàng để mà chúng ta nâng cao thêm cái sức khỏe của mình. Thì trong cái mà khoa học thực dưỡng thì Lý Hương rất là thích hai cái nguồn, thứ nhất là hạt, thứ hai là các loại rau củ quả. Ở Việt Nam chúng ta thì rau củ quả hoặc hạt tất cả đều rất chi là phong phú và đa dạng để chúng ta có thể là phối trộn với nhau đó. Thì đầu tiên nếu mà quý vị mà bước đầu mà chuyển qua để có thể là sử dụng để cho cơ thể của mình trải nghiệm được á, thì mình sử dụng đơn 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 từng hạt thôi, rồi khi mà mình uống mình thấy cơ thể mình nó tốt thì mình có thể là phối trộn để mình không có bị ngán. Theo cái cách phối trộn tham khảo của mọi người cũng như là tham khảo của mọi người cũng như là mình điều chế là một chút xíu để cho thích hợp với lại cái khẩu vị của riêng mỗi người. Ví dụ như là mỗi người thích uống đặc hơn, có người thích uống lỏng hơn, có người thích uống ngọt tự nhiên, có người thích thêm ít đường á, thì cái đó mỗi buổi sáng mà dùng là chừng khoảng 300 ml sữa. Rồi có những bữa là hả, nguyên cái đó với lại chừng miếng bánh mì ngọt thôi là Lý Hương là đủ tràn đầy năng lượng rồi đó, để làm việc rồi đó quý vị. Thì song song với việc như vậy thì mình cũng có thể trải nghiệm được những cái món ăn mình thích theo quý vị ha. Tại vì sao, đồ mình thích đó thì mình ăn rất là ngon đúng không, nhưng mà cái đồ mình thích đó, chưa chắc nó tốt sức khỏe đâu. Vì phải tách biệt ra hẳn khỏi hai cái là cái điều mà mình thích, cái đồ ăn mà mình thích và cái đồ ăn nó tốt cho sức khỏe. Nếu như mà cái đồ ăn mà mình thích mà nó tốt cho sức khỏe rồi, ôi thôi quá tuyệt vời. Nhưng mà ngặt nổi á, quý vị quan sát đi, nhiều người toàn thích những món rất ngon nhưng mà độc không á. Thì hôm nay thì trên đường mà đi về từ Sài Gòn lên Bình Dương đó, thì Lý Hương cũng muốn chia sẻ với quý vị là cách mà mình có thể là chăm sóc cái sức khỏe của mình một cách chủ động hơn, và mình không có bỏ qua cái sở thích là trải nghiệm ẩm thực của mình, đúng không? Hội đủ được hai cái yếu tố luôn đó, nên là không có sợ gì hết ha. Thì đấy là video hôm nay cũng dài rồi. Lý Hương chạy từ Sài Gòn về Bình Dương vào khoảng 11 giờ tối. Thì vừa đi đường mà có mình á, đôi khi mà nói chuyện với video á, cái này cũng là bệnh nghề nghiệp nhưng mà nói chung là cũng là một cái mà mình cảm thấy là mình nói thì chắc chắn là mình đăng lên clip thì sẽ có khán giả nghe rồi. Nhưng mà giống như kiểu là cũng không phải bệnh bệnh đâu nha, nên mà giống như kiểu là có người để mình chia sẻ. Ở này mình chia sẻ không phải là một người trực tiếp mà mình chia sẻ những cái những điều mình muốn chia sẻ qua video, và sau đó thì các quý vị khán giả của mình sẽ nghe. Thì cái đó cũng là cái niềm yêu thích của Lê Hương. Làm thì thay vì mình chán thì mình rất là vui khi mà mình được làm. Đây là quốc lộ 13 từ Sài Gòn về Bình Dương. Bây giờ thì cũng khoảng là 12 giờ tối rồi, 48 rồi. Lý Hương xin tạm end video ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Lý Hương nhé. 12 giờ. Bye bye quý vị. Bye bye.